bạn có ý định sang Úc và bạn đã có visa và sắp sang Úc, thì câu hỏi đặt ra là các bạn nên thi bằng lái xe ô tô B1 hay là B2 tại Việt Nam để trước khi lên đường sang Úc à? Thì trong video hôm nay mình sẽ phân tích kỹ càng ra các yếu tố cũng như là định hướng cho các bạn là nên các bạn chọn là bằng lái xe ô tô B1 hay là B2. Thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái màn hình lại và mình sẽ chiếu một cái hoạt cảnh trên đường ở phố Úc cho các bạn vừa coi vừa nghe mình phân tích. Ok, bây giờ cùng bắt đầu ha. Thì có thể bạn chưa biết nhưng mà hiện tại ở Úc với các bạn thì hơn 90% các loại xe cỡ nhỏ, ô tô cỡ nhỏ đang chạy trên đường ấy là xe số tự động nha các bạn. Điều đó có nghĩa là các bạn chỉ cần bạn lái xe ô tô B1 thôi là các bạn cũng đã lái được xe B1 rồi. Đó. Yếu tố thứ hai nữa là đường phố ở B1 các bạn. Rẽ trái rẽ phải, chờ đèn đỏ cực kỳ phức tạp, nên là nếu mà các bạn lái một chiếc xe gọi là xe số sàn bằng lái xe B2 đi, cực kỳ khó khăn để xử lý và rất dễ phạm các sai lầm vi phạm giao thông, thì nên là các bạn lái một chiếc xe tự động, tức là dùng bằng B1, thì nó sẽ an toàn cho các bạn hơn rất là nhiều đó. Cái thứ ba nữa là đường cao tốc ở Úc ấy, các bạn có thể chạy tối đa lên tới 110 km/h, mà các bạn tưởng tượng nếu mà có vấn đề gì đó phía trước, nó gọi là có va chạm gì đó đi, mà các bạn xử lý mà không kịp ấy thì sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu các bạn dùng một xe số tự động đi thì gọi là các bạn chỉ cần đạp phanh thôi, nó đỡ phải suy nghĩ cái vấn đề mà gọi là đạp phanh hay là đạp côn các kiểu. Đó cũng là một điểm lợi cho các bạn bằng lái xe ô tô B1 rồi. Cái thứ hai nữa là khi các bạn sang Úc đây, một có ví dụ như có hai bạn, một bạn là dùng ô tô B1, một bạn dùng ô tô B2 đi, thì cái giá trị hai bạn cũng ngang nhau thôi các bạn ạ. Tại vì bây giờ bên Úc toàn là xe tự động không ấy, thì nó đâu có giá trị gì để nói lên đầu tao hơn mày là tao có B2 đâu. Đó, đó là khía cạnh ở bên nước Úc. Còn bây giờ mình sẽ phân tích tại Việt Nam cho các bạn ha. Thì đối với ở tại Việt Nam á, thì những các bạn mình thấy là các bạn là thi bằng lái xe ô tô B1 ấy, nó sẽ dễ hơn, tiết kiệm thời gian hơn, khả năng đậu cao hơn và tiết kiệm chi phí đi lại hơn. Đó là cái đầu tiên nè. Cái thứ hai nữa ấy, là mình nghĩ là trong tương lai 5 năm, 10 năm tới á, thì mình thấy là gọi là ô tô ở Việt Nam thì cái vấn đề mà gọi là xe tự động nó cũng phổ biến thôi, nó không phải là gọi là khó khăn như thời xưa. Đó, nên là mình cặp hai cái yếu tố đó lại thì mình thấy là mình nghĩ là các bạn chỉ cần thi ô tô B1 là xong. Thì cặp cả khía cạnh tại bên Úc và tại Việt Nam ấy, thì mình chốt lại là đối với các bạn nữ này thì 100% mình khuyên chân thành từ trái tim mình là các bạn nên thi bằng lái ô tô B1 là xong rồi. Còn đối với các bạn nam ấy, các bạn nào gọi là bạn gọi là các bạn có muốn gọi là thể hiện bản lĩnh đàn ông ấy, sử dụng hai tay hai chân khi lái xe ấy, đó thì các bạn có thể là thi bằng lái xe ô tô B2 đó. Cái này là mình cũng không nói gì đối với các bạn nào, tại vì các bạn nào các bạn có khả năng hơn thì các bạn có thể thi B2. Nhưng mà thật lòng thì nếu mình để gọi là chắc ăn nhắc ấy, thì các bạn nên thi là B1 là xong rồi đó. Tại vì qua bên nhốt ấy các bạn, là các bạn gọi là tìm mua gọi là xe số sàn cũng rất là khó, và nếu mà các bạn mua xe số sàn các bạn cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, tại vì bán ra không ai mua đâu các bạn. Phần lớn là châu Á mua với nhau, nhưng mà châu Á đâu phải ai cũng mua đâu, nên là rồi thì gọi là đường nào rồi cũng về xe số tự động, tức là B1 đó. Thì mình chốt lại là B1 cho các bạn nha. Thì là mình đã phân tích xong. Thì nếu mà các bạn cảm thấy cái video này nó hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình và theo dõi những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn nha.